xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cho tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình ABC, đây là chương trình Sống Đạo Sống Phật. Và ở cái chương trình Sống Đạo Sống Phật trước đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về lời dạy của Đức Phật. Qua đó chúng ta thấy rằng tất cả đều do tâm mà tạo nên. Tâm là gốc của Pháp. Tâm đứng đầu, tâm tạo tác. Tâm khởi niệm ác, nói ác làm ác, thì tội khổ sẽ theo ta. Như là xe theo vết. Tâm là gốc của Pháp. Đứng đầu, sai sử. Nếu mà tâm khởi lên những cái niệm thiện, nói những cái điều thiện, làm những cái việc thiện, thì phước lạc theo ta như là bóng theo hình. Thì dựa trên lời dạy của Đức Phật về tâm, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu mà làm những cái việc ác, thì cái ác báo nó cũng đến với ta như bóng theo hình. Tâm mà làm những cái việc thiện, thì những cái thiện pháp, những cái phước báo, những cái công đức nó cũng gắn kết với chúng ta như là bóng theo hình. Và khi mà trả lời cái cuộc phỏng vấn của đài truyền hình số 7 ABC về cái cuộc thảm sát ở tại thành phố Montreal, thì chúng tôi cũng đã nói rằng là tất cả đều do tâm. Cho nên nó làm sao để mọi người có thể xử lý được, có thể kiểm soát được, có thể làm chủ hoàn toàn cái tâm của mình. Và khi mà đã thực sự làm chủ cái tâm của mình rồi, thì tất cả những cái thảm họa trên thế giới mới có thể kết thúc được. Còn bao nhiêu biện pháp, bao nhiêu giải pháp, thì đó cũng chỉ là cái giải pháp nhất thời, nó không thể nào có thể giải quyết và giải quyết một cách thỏa đáng, một cách toàn triệt. Mà muốn giải quyết một cách toàn triệt phải làm chủ chính mình. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là bao nhiêu cái nỗ lực đều hướng đến cái việc làm chủ người này, làm chủ một cái công ty, làm chủ một cái ngôi vị, vân vân và vân vân. Nhưng mà ít có một cái nền giáo dục nào đào tạo để khiến cho mọi người hoàn toàn làm chủ được chính mình. Trong cái nền giáo dục của Phật giáo, thì Đức Phật đặt cái trọng tâm ở nơi việc giáo hóa con người, để biến họ thực sự là một người mà có khả năng làm chủ chính mình. Đức Phật cũng không muốn làm chủ bất cứ ai, không muốn bất cứ ai phải đi theo cái mệnh lệnh của Ngài. Tuyệt đối không. Mà Ngài chỉ muốn mọi người chủ động làm chủ chính mình, ý thức rõ những cái vận hành ở trong tâm thức của mỗi một chúng ta. Nếu tâm của chúng ta tốt, chúng ta ý thức rõ tâm của chúng ta tốt. Nếu mà tâm của chúng ta xấu, chúng ta cũng phải ý thức rõ tâm của chúng ta rất là xấu.
Và nhờ ý thức như vậy thì mình mới có thể thay đổi được. Chúng ta thường nghe nhiều người kêu gọi là hãy đổi mới. Nhưng mà bằng cách nào để có thể đổi mới? Nếu mà chúng ta không nhận thức được những cái vốn dĩ được cho là cũ, và trong cái được cho là cũ đó, cái gì là u, cái gì là khuyết, cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là đã thật sự thánh thiện, và cái gì thì vẫn còn có nhiều cái sự mông muội điên đảo vô minh. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy được những cái tốt, những cái xấu vân vân, thì đương nhiên ở trong một cái phạm trù tương đối thì phải có tốt, có xấu, có thành, có bại, có ưu, có khuyết vân 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 vân. Cho đến khi nào mà chúng ta đã đạt được một cái chân lý tuyệt đối, lý tánh tuyệt đối, thì lúc bấy giờ là tất cả đều hoàn toàn bất nhị. Nhưng khi mà chúng ta ở trong một cái thế giới tương đối như thế này, Đức Phật dạy chúng ta phải có một cái nhìn hết sức là chân xác. Mà cái nhìn chân xác đó thuộc ngữ Phật học gọi là chánh tri kiến. Chánh tri kiến. Có một cái sự hiểu biết như thật. Sự việc nó xảy ra như thế nào, chúng ta hiểu biết nó như thế đó. Chứ không phải là qua một cái lăng kính màu, không phải là qua một cái trung gian của một mạng lưới vô minh. Nếu mà chúng ta không biết được cái nào là xấu, thì làm sao chúng ta có thể có những cái nỗ lực để cải thiện? Nếu chúng ta không biết cái nào là tốt, thì làm thế nào chúng ta có thể có những cái tinh tấn để mà bồi dưỡng, để mà phát huy? Đó. Cho nên muốn đổi mới, cái điều kiện quan trọng là phải duyệt xét lại toàn bộ. Cứ lấy một cái thí dụ, bước vào năm mới Quý Mão, chúng ta ngồi xuống tạm gác lại một số những cái vấn đề để mình ra soát lại, xem thử là năm cũ những cái việc gì đã làm, những cái việc gì chưa làm, lý do tại sao mà cái công việc này dù đã làm nhưng mà chưa có hoàn tất, lý do nào cái công việc này chưa có thể bắt tay. Mình phải rà soát lại. Và từ đó mình mới thiết lập một cái chương trình hành động cụ thể, một cái kế hoạch, một cái đề án khả thi. Đối với công việc là như thế. Nhưng mà đối với đời sống của chúng ta, về mặt tâm linh, về mặt đạo đức, thì thưa quý vị, quan trọng hơn. Chúng ta phải kiểm soát, phải quán chiếu, có quán chiếu chính mình thì chúng ta mới thấy rõ mình là ai, mình đang làm gì, những việc làm của mình cho và vì cái tôn chỉ và mục đích nào. Cho nên một hôm nọ khi Thái tử Trần Khâm, tức là vua Trần Nhân Tông, học đạo với Ngài Thượng Trung Tuệ Sĩ Vàng, Thái tử Trần Khâm đã hỏi Thượng Trung Tuệ Sĩ rằng là: bạch Tuệ Sĩ, theo Ngài thì yếu lý của Thiền Tông là gì? Thì Ngài Thượng Trung Tuệ Sĩ đã dạy rằng là: phản quan tự kỷ, bản phận sự bất tùng tha đắc. Phải quay về quán chiếu chính mình. Đó là cái bổn phận, chứ không phải là tư ở một nơi nào đó mà có, mà phải quay về quán chiếu chính mình. Có quán chiếu chính mình thì mình mới thấy rõ. Còn bây giờ mình hướng vọng về những cái dải ngân hà này, những cái hành tinh khác,
bằng những cái viễn vọng kính, bằng những cái phương tiện của khoa học tìm hiểu, nhưng mà ít người trong chúng ta hiểu rõ, hiểu như thật về cái tâm của chúng ta. Do vậy mà khi chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh bất nghịch ấy, chúng ta dễ khởi lên những cái bực bội, những cái tức tối, vân 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 vân. Và với cái sự bực bội như thế, chúng ta thường có những cái phản ứng hết sức là nóng vội, hết sức là bất lợi. Trong gia đình của chúng ta cũng thế. Sống bên nhau, nhưng mà bao nhiêu người đã thật sự hiểu nhau? Mỗi người là một ốc đảo. Mình đi tìm hiểu ở những cái nơi nào rất là xa. Suốt ngày chúng ta có thể tìm đọc những cái cuốn sách này, tìm đọc những cái tin tức nọ. Chúng ta lục tìm khắp nó. Nhất là bây giờ những ai mà có cell phone, đôi khi say mê. Nhưng mà với chính mình thì mình không có hiểu biết một cách trọn vẹn. Cho nên bất ngờ khi mà cái sân triền miên, sân thùy miên mà nó bừng tỉnh dậy, nó bộc phát, thì mình thiếu cái khả năng tự chế, mình không thể kiểm soát. Do vậy mà có súng thì mình bắn, có dao thì mình chém, có đa thì mình ném, tạo ra vô số những cái sự thương đau. Thì cái điều này chúng tôi chỉ mong là thế giới đầu tư nhiều hơn vào cái chương trình giáo dục đạo đức, đầu tư nhiều hơn vào những cái khóa huấn luyện, không phải để sử dụng những cái loại vũ khí nguyên tử, không phải là để làm thế nào gặt hái thật nhiều tiền, mà làm sao để cho cái tâm của mỗi người trên thế giới này thật sự an lạc, thật sự tỉnh thức. Cái tâm của chúng ta mà có sáng suốt, có tỉnh thức, cái tâm của chúng ta mà có an lạc thì nó mới hạn chế, nó mới chấm dứt tất cả những cái cuộc thảm sát, những cái bi kịch, những cái tranh chấp nhỏ cũng không thể xảy ra, huống chi là những cái cuộc thảm sát đẫm máu như thế. Cho nên thưa quý vị, nếu cả thế giới này chỉ cần áp dụng hai cái giới ở trong năm giới mà Đức Phật đã khai thị thôi, là thế giới này đã hòa bình, đã thái bình. Không cần phải tốn kém quá nhiều cái ngân khổ, không cần phải tốn kém quá nhiều thời giờ cho những cái chính sách như là quốc phòng, như là an ninh, vân vân và vân vân. Thì hai cái giới đó là hai cái giới nào? Thưa quý vị, đó là cái giới không được sát sanh, bất sát. Và cái giới thứ hai là bất đạo, tức là không có trộm cắp. Bất sát ở đây tức là không được giết hại. Và rất nhiều lần chúng tôi đã chia sẻ với quý vị, một con muỗi, một con ruồi, một cái loại vi sinh vật cực nhỏ mà Đức Phật cũng dạy chúng ta là không nên giết hại, huống chỉ là một con người. Chỉ cần áp dụng cái giới bất sát sanh, không được giết hại sinh mạng, dù là sinh mạng của con người hay là sinh mạng của một cái loài động vật nào đó, dù là hữu tình hay vô tình. Hữu tình ở đây là những con người, những con vật có tình thức, còn vô tình ở đây tức là những cái môi trường sống như là không khí, như là nước, như là rừng, như là
đất vân vân. Không có làm cho đất bị ô nhiễm, không làm cho nước bị ô nhiễm, không làm cho không khí bị ô nhiễm, không có tàn phá môi sinh. Bởi vì nó vốn là những cái chất liệu giúp cho chúng ta được sống cuộc. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, đời sống của mình là cả một cái sự vay mượn. Mình vay mượn cái ánh sáng của mặt trời, mình vay mượn những cái lượng không khí trong sạch để hít thở, mình vay mượn những cái lượng nước sạch để uống, còn nhiều thứ vay mượn khác. Từ một cái hạt bụi cho đến một cái hạt xương mong manh, tất cả cái đó đều là những cái chất liệu để giúp cho chúng ta được hiện hữu. Hay thiếu cái này thì đương nhiên cái kia không thể có mặt. Cho nên Đức Phật dạy là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Không phải là ngẫu nhiên mà nó luôn luôn tương tác, nó luôn luôn là một cái sự hỗ tương. Kể cả ở một cái phạm vi rất nhỏ như là cái thân của chúng ta, cơ thể vật lý, nó cũng là một cái mối tương tác tổng hợp mà trong thuật ngữ của Phật học gọi là ngũ uẩn. Năm cái khối này nó luôn luôn nương tựa lẫn nhau để nó giúp cho đời sống của chúng ta được tồn tại, và tồn tại ở trong một cái giới hạn thời gian nào đó, chứ không phải là miễn phí. Ngay trong lúc mà chúng ta tồn tại, nó cũng đã có những cái được cho là bất tồn tại. Ngay trong lúc mà chúng ta đang sống, cái chết đã có mặt. Chết và sống nó đắp đổi lẫn nhau, nó giống như là hai mặt của một bàn tay. Hiểu ra được cái điều này thì thưa quý vị đó, thay vì tìm cách để đàn áp, để tru dập, để bắt hại bất cứ một cái thể chế nào, bất cứ một cái chính quyền nào, mà hiểu được giáo lý do Đức Phật khai thị, hết lòng thương yêu và nâng đỡ, hết lòng thương yêu và hỗ trợ, không ai nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai, không ai nhẫn tâm sát hại bất cứ ai, thì thế giới này thái bình vô sự. Không cần phải đầu tư một cái ngân khoản lớn cho vấn đề quốc phòng, cũng không cần phải đầu tư một cái ngân khoản lớn cho vấn đề an ninh. Thưa quý vị, rất là quan trọng. Chúng tôi chỉ nói một cách rất là ngắn gọn vậy thôi, còn khi mà đi sâu vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái điều vô cùng lợi ích. Sự lợi ích của nó là sự lợi ích lớn lao. Nếu mà chúng ta chỉ cần áp dụng cái giới đầu tiên trong năm giới cấm mà Đức Phật đã dạy, đó là không được sát hại. Và cái giới thứ hai là bất đạo, tức là không được trộm cắp. Trong luật có dạy rất là rõ. Nhẫn đến chỉ có một cây kim, một ngọn cỏ mà không cho thì tuyệt đối không được lấy. Và nếu mà lấy là phạm vào cái giới gọi là giới trộm cắp. Một cây kim giá trị không lớn, một ngọn cỏ giá trị đương nhiên là không có là gì đáng kể cả. Nhưng mà Đức Phật dạy là đã có sở hữu chủ, mà nếu chưa được cái sự đồng thuận, chưa được phép của sở hữu chủ
mà chúng ta tự động lấy, thì chúng ta phạm vào cái giới trộm cắp. Từ đó chúng ta suy ra, chúng ta sẽ thấy rõ. Như chúng tôi đã thưa, chỉ cần giữ cái giới thứ hai này, là thế giới này thái bình, nhà nhà không còn phải đóng cửa, bởi vì không ai trộm cắp của bất cứ ai, dù đó là một cây kim, dù đó là một ngọn cỏ. Như thế thì không có lý do gì có cái nạn lấn đất, lấn biển, không có bất cứ một lý do gì để có thể xua quân để tấn công một đất nước láng giềng, hay là ở một cái đất nước cách xa xứ sở của bất cứ một quốc gia nào. Ngày xưa thì chúng ta thấy là Việt Nam của chúng ta cũng bị những cái quốc gia ở cách xa láng giềng thì ở phương Bắc nó đô hộ hàng ngàn năm, còn Pháp thì đô hộ cả hàng trăm năm. Pháp cũng cách chúng ta rất là xa, và có những cái chính sách, có những cái chủ trương đi đô hộ nhiều cái quốc gia khác, một số ở tại Phi Châu v.v. Anh cũng thế ngày xưa. Thì bây giờ nhiều người nghĩ là với cái sự phát triển văn minh của thế giới loài người, nhất là với cái nền tin học hiện đại, bất cứ một cái sự kiện nào nó xảy ra nơi này, nhiều nơi khác nhau trên thế giới đều có thể biết, nhất là những cái cơ quan tình báo trung ương của Anh, của Kỳ, của Pháp, vân vân, biết hết. Ấy thế mà cũng có những cái nhà lãnh đạo quốc gia âm thầm hoặc giả là công khai thực hiện những cái chính sách chiếm biển, chiếm đất, vân vân. Và ngày nay thì qua cái cuộc chiến của Ukraine, chúng ta thấy hết sức là thương tâm. Cơ sở bị san bằng, nhiều cái sự sống bị tước đoạt. Để làm gì? Tại sao phải thực hiện một cái chính sách mà đi ngược lại lương tâm đạo đức? Nó đi ngược lại mọi cái truyền thống giá trị, dù đó là cái giá trị của Đông hay là Tây, dù đó là cái giá trị của một cái học thuyết này hay là một cái chủ thuyết khác. Cho nên, thưa quý vị, muốn thế giới này hòa bình, muốn nhân loại chung sống trong hạnh phúc, trong thương yêu, trong hiểu biết, chỉ còn giữ hai giới thôi. Thứ nhất là không được sát hại, thứ hai là không được trộm cắp. Dĩ nhiên, nếu mà giữ trọn vẹn năm giới, thứ ba không được tà dâm, thứ tư không được vọng ngữ, thứ năm không được sử dụng những cái chất trong đó có rượu để cho mình bị say cuồng, mất đi cái sự tỉnh táo của lý trí. Rất tiếc là chúng tôi thấy thì giờ cho cái chương trình này không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Do vậy mà chúng tôi xin tạm dừng lại ở đây. Xin kính chúc chư liệt vị phước huệ trang nghiêm và bồ đề tâm mỗi ngày một tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.